Anh Ngọc xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đã đến với Mới Mỗi Ngày. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Sáng ngày 23 tháng 4, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong gây sốc cho khán giả khi đột ngột tuyên bố đã ly hôn. Thông tin này trở thành chủ đề hot trên Weibo, thu hút lượng người đọc và thảo luận kinh khủng. Nhiều fan bày tỏ cảm thông và tôn trọng quyết định của hai người, nhưng hai diễn viên không tránh khỏi những lời đàm tiếu. Phùng Thiệu Phong bị lật lại hai chuyện tình cũ với Nghê Ni và Lâm Duẫn, cho rằng anh là người đào hoa nên không thể gắn bó lâu dài. Một số người còn gọi Phùng Thiệu Phong là bậc thầy chia tay bởi luôn biết cách kết thúc tình cảm trong hòa bình. Anh không gây chuyện ầm ĩ và bóc phốt nhau. Triệu Lệ Dĩnh được các fan gửi lời nhắn ủng hộ, chỉ cần chị hạnh phúc, còn anti-fan thì được dịp công kích. Tuy nhiên, gây sốc nhất là việc những fan cuồng của cặp Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu kéo nhau vào trang cá nhân của nam diễn viên khuyên anh cũng ly hôn để có màn tái hợp thế kỷ với Triệu Lệ Dĩnh. Hiện hashtag bình luận Weibo của Trần Hiểu đang lọt top tìm kiếm. Netizen Trung Quốc choáng váng vì các bình luận để lại như: mau đuổi kịp tiến độ của Triệu Lệ Dĩnh, tái hợp đi, nhanh lên, Triệu Lệ Dĩnh đang đợi anh đó, Triệu Lệ Dĩnh ly hôn rồi, mau nắm chắc cơ hội, hai người vẫn là xứng đôi nhất. Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu từng nảy sinh tình cảm khi đóng chung trong Lục Trinh Truyền Kỳ năm 2013. Hai người bị chụp ảnh đến thăm nhau, thân mật trên trường quay. Tuy vậy, cả hai chưa từng thừa nhận. Năm 2015, Trần Hiểu công khai yêu Trần Nghiên Hy và làm đám cưới năm 2016, đón con trai đầu lòng vào cuối năm đó. Còn Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò với Phùng Thiệu Phong từ năm 2017, đăng ký kết hôn năm 2018. Và sinh con trai vào tháng 3 năm 2019. Vì đẹp đôi, Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu từng có nhiều fan couple. Tuy cả hai người sau đó cũng lập gia đình riêng nhưng fan vẫn không từ bỏ và cố chấp. Những bình luận kêu Trần Hiểu ly hôn, tái hợp Triệu Lệ Dĩnh gây bức xúc, bị chỉ trích vì quá vô duyên và gây ảnh hưởng đến người trong cuộc. Có lẽ thời đại thay đổi khiến văn hóa fandom cũng dần dần biến đổi theo. Nếu như xưa kia, fan cảm thấy đau lòng khi chứng kiến thần tượng của mình không mấy hạnh phúc trong chuyện tình cảm, thì nay họ lại tỏ ra vui mừng, thích thú khi mà idol trở về trạng thái độc thân, có thể chuyên tâm cho sự nghiệp. Dẫn chứng rõ nhất chính là việc fandom của Triệu Lệ Dĩnh vui như chảy hội khi nghe tin nàng tiểu hoa thông báo ly hôn với Phùng Thiệu Phong. Theo như các trang tin truyền thông thống kê rằng, chỉ sau 2 tiếng đồng hồ tuyên bố đường ai nấy đi của cặp đôi, Triệu Lệ Dĩnh lập tức có thêm 160.000 fan hâm mộ theo dõi trên tài khoản Weibo. Không dừng lại ở đó, rất nhiều người hâm mộ có sức ảnh hưởng lớn trong fandom của Triệu Lệ Dĩnh tổ chức giveaway, phát quà, tặng tiền cho dân mạng và những fan khác để ăn mừng nhân dịp đặc biệt có 102 này. Rất nhiều phần quà có giá trị từ fan Triệu Lệ Dĩnh như 10.000 nhân dân tệ tiền mặt, tương đương khoảng 35 triệu đồng, son, phấn, túi sách hàng hiệu, vân vân. Với độ chi khủng từ fan như thế này, có thể thấy rằng họ vui mừng và hạnh phúc thế nào khi nghe tin Triệu Lệ Dĩnh ly hôn. Hành động này của fan Triệu Lệ Dĩnh khiến dân mạng đặt nghi vấn rằng liệu rằng họ biết chuyện gì ẩn ý trong cuộc hôn nhân này của thần tượng hay không, hay nhận ra rằng Phùng Thiệu Phong là người có lỗi với nàng tiểu hoa. Dù Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều tuyên bố chia tay trong hòa bình, thế nhưng với những động thái bên lề như thế này càng khiến dư luận không khỏi nghi ngờ, thắc mắc về nguyên nhân thật sự khiến cặp đôi đình đám một thời phải tan vỡ. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật trong ngày của Mới Mỗi Ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối video ngày hôm nay. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Mới Mỗi Ngày.